Này thôi, ui giời. Ui giời ơi. Cái gì đấy? Cái gì đây? Cái gì nó làm ra đây? Ui, phải xem con gì nào, sao con gì à? Anh tới em nha. Ôi trời ơi, bên nhà ai thật thuyết xác, bên nhà đằng sau mắt này. Vừa lao đây xong à? Vừa lao đây. Ui là nhìn kỹ lại. Mẹ vừa chạy qua đây rồi. Chạy qua đâu? Đây. Đâu? Đây. Kìa. Xuống xem nào. Mẹ luôn. Nhanh thế nhỉ? Con này đó là con gì ấy? Ui mắc nó nhảy qua vào tường à? Mắc. Đây. Út. Út đây. Mẹ đéo biết con gì nữa cơ. Con lao rầm rầm ấy. Thấy không? Cái gì ấy? Mắc ứ cái gì ấy? Đấy. Xem nào. Đâu rồi? Đây. Đâu? Nó gửi đâu ấy? Hả? Thấy chưa? Không biết nó gửi con gì à? Vâng. Đâu rồi? Mắc ơi. Mắc. Ôi. Nó gửi con gì ấy? Ui. Ui. Đâu rồi? Ui. Ui rồi. Ui giời, cắn mắt kìa. Ui. Con gì ấy? Con gì ấy nhỉ? Bạch ra xem nào. Bạch đi anh ơi. Rồi thôi. Ui giời. Cái gì ấy? Cái gì đây? Cái gì nó làm ra đây? Ui. Bạch ra xem con gì nào, sao con gì à? Tới em nha. Ôi trời ơi, bên nhà ai thật thuyết xác, bên nhà đằng sau mắt này. Đây. Ôi kỳ đà anh ơi. Kìa. Ui. Kỳ đà. Ui kỳ đà. Mắc ơi kìa. Mắc ơi. Ôi. Mắc. Ôi Mắc ơi. Mắc. Thôi, đi ra. Rồi. Rồi. Giữ mắt lại. Mắt cắn chết rồi à? Chưa. Giữ mắt lại nào. Anh ơi, giờ kéo ra ngoài kia cho nó thoáng đi. Ui, vậy con này chắc vừa mắt nó chơi cho chết rồi sao ấy? Chưa. Ui. Anh ơi. Cho kiểu người thôi. Cho ra ngoài kia đi, Anh cầm làn cho em cái nhá. Ôi. Cho ra ngoài đi. Ui giời. Mẹ tao thấy chạy nhanh thế nhưng mà không thoát được anh Mắc. Ui giời. Sao đấy? Mà nói hìa. Ui. Nó đập cổ tay à? Xem hả? Ui. Mẹ nó vụt cổ tay rồi. Ui. Đâu xem à? Ui giời. Mẹ mà nó chơi lằn nốt lên ngay. Đừng để ý nó ăn. Ui giời ơi. Mẹ nó chơi lằn lên ngay đấy. Loại này mẹ nó vụt tao lắm. Ngồi tránh sao nó vụt được mặt. Đây mọi người. Mắc điên khùng à. Nó đã tìm thấy này, anh em mình đi ngang đường thì thấy nó bò ngang qua đường luôn. Chạy bụi đuổi theo mà không kịp à. Ui ê. Cái gì? Ui. Cái gì ấy? Hả? Cái gì ấy? Làm sao? Hả? Vào Hồ Châu. Hồ Châu á? Vâng. Lâu chưa? Lâu đấy này. Đâu à? Ôi. Đúng Hồ Châu không? Đúng Hồ Châu rồi, con này to lắm anh ạ. Hả? Ui. Vừa đây mà nhỉ. Mắc cái tin xem. Nó bò qua đường rồi ấy. Thì bên kia chắc là anh này. Cái gì đâu rồi? Hả? Mẹ mày giữ sao mà nó chạy đâu rồi? Làm sao? Sao đâu? Ui mẹ. Đâu rồi? Uống nước rồi á? Uống nước rồi á. Ôi kìa. Mày giữ cái gì nữa này? Nào uống nước rồi. Kìa à? Nó đục đục ở góc kìa. Ui giời. Lâu lắm kìa.
Ủa loại nó lặn lâu lắm. Dạy, anh ấy đi. Đang ôm con mắt nó giật, có để ý đâu. Nhưng mà nó lao xuống đây thôi gì. Mày xem nào. Cả chỗ này sâu lắm mẹ. Không quá. Cứt rồi. Thôi. Ồ. Câu của em. Ui, nó ở trong này là nó chỉ mò ở đây thôi. Nó chưa lên được bá gì. Có thấy không? Ê, đây. Đâu? Đây rồi. Đây rồi. Đúng chưa? Đúng chưa? Anh chứ đây để em hợp xuống nào. Theo thế không? Anh chứ đây, đây, xuống đấy. Chứ nha. Cầm được chưa? Ê! Ôi! Ơi. Hả? Có cắn không? Nó cắn. Sao mày ở dưới nước nó không cắn? Cầm lên cái gì ai biết được, lần trước em mò dưới nước không cắn nhưng mà. Ui! Cầm đã nhanh chết hả? Nó chạy mất rồi. Chạy hả? Ui giời. Ui mẹ thế thì. Để từ từ xem nào. Xem nó có nổi lên không? Mẹ con này nặng lâu lắm. Đời con này mà nổi thì biết bao giờ, phải đến tối đến ngày mai à? Con này nó lặn lâu lắm. Đi sờ lấy chân đá đến chỗ ấy là có nên dặm lên đáy không? Dặm lên đáy rồi anh ạ. Thế thì phải mát. Thế phải sờ. Thôi mát ơi. Thôi đi lên bờ. Sờ em nào. Lấy chân sờ em nào. Đá những cái góc không cạnh à. Kia kìa. Nè có miếng mồi ngon thì mất rồi. Ủa con gì nhảy ấy? Hả? Đây rồi. Thấy chưa? Khu này không? Nó vẫn đi xuống đây. Nó gần ngay đây rồi. Anh này chạy đạp. Thấy phát để la nuôi lên bờ ngay. Chạy rồi. Chạy mất rồi. Tao vừa xem con ếch hay là con gì nhảy đến đây. Ếch khe này đẹp. Con này lặn lâu thế nhỉ? Con đéo gì vừa nhảy đây mày. Ok đó đi anh ơi. Con này lặn giống này lặn lâu lắm. Mang cái yên nào. Phải sờ thấy nó không? Ôi, đây rồi. Dám chưa? Dám lên nó rồi. Nhanh. Dạ. Ui giời. Đấy. Ui giời, thằng kia sao lại đạp hết chân này. Được chưa? Ôi giời. Ui, đây rồi. Lôn vào đi. Lôn vào. Lôn vào. Ui. Ui giời. Ui giời, chạy đâu. Cho lên bờ đi, Cho bờ không nó chạy mất. Quăng phát lên. Đấy nhá. Thôi Mark ơi. Thôi đâu mà mày cứ bỏ ra anh quát đi. Mark. Thôi. Mày cứ bỏ dây xích á. Anh quát được mà. Mark ơi. Đây mà. Sau một hồi anh em mình cuối cùng đã tìm thấy nó đây mọi người này. Loại này nó nặng, nếu mà nước sâu nó thì này. Thì nó lên luôn này. Mọi người nhìn thấy cái mồm đấy. Ui cái mồm nó kinh. Cái mồm gớm. Anh ơi, anh lên lấy túi đi. Lên lấy túi xách đồ này. Không túm cổ nó bê lên. Hả? Túm cổ nó bê lên. Đây mọi người nhìn này. Đây một kỳ đà nhá. Mắc ai lên đây. Lấy rồi Mắc ạ, không còn nữa đâu. Đúng cổ đó. À. Đấy, nghe anh đúng. Đó. Ui giời. Mọi người ơi. Đây. Ui giời. Đây. Đây mọi người nhá. Thì thấy nó chạy lao qua đường ấy mà. Nó sổng xuống hố rồi lại mò nó lên. Ôi, thế mất thủ khoa. Bố em đang được con hổ trâu to mà lại. Con mắt nó có kéo thế, cuối cùng là con mắt kéo chuột thế là mình xem thấy cái nó đất như này. Cho lên đi. Mọi người nhá.
anh em mình sẽ kết thúc video đây. Mọi người xem video thì nhớ like đăng ký kênh, ủng hộ mình cũng như ủng hộ cho toàn thể anh em trong team Sản phẩm ẩm thực vùng cao nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Đi vào trong này. Chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người nhá. Đi. Đây là đây. Mắc này. Mắc này. Út. Đây. Giờ lười rồi. Mắc đây. Út. Đây. Út. Đấy, mọi người thấy chưa? Xin chào tất cả mọi người nhé.